Hello, chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với Lab to Work, thì công nghệ lại là mình An Ủi đây. Và khi mà anh em đang làm trong cái môi trường ví dụ như là làm văn phòng, làm tài chính, kế toán hay là chỉ đơn giản thôi là làm những cái tác vụ liên quan đến Word, Excel hay là PowerPoint, thì anh em sẽ chọn mua cho mình một chiếc laptop và chắc chắn là sẽ không thể bỏ qua Dell được, bởi vì Dell là một trong số những cái nhà sản xuất laptop văn phòng đã đi sâu vào trong tiềm thức của anh em rồi khi mà anh em đã nhắc đến những chiếc laptop để phục vụ được cái công việc. Thì hôm nay mình đang có ở đây đó chính là chiếc Dell Inspiron 5420, một chiếc máy Ultrabook tầm trung, có thể nói là toàn diện nhất trong cái lúc giá khoảng 25 triệu. Và chúng ta hãy cùng xem trong video này thì nó sẽ có những cái gì mà khiến cho mình phải nói như vậy nhá. Và bây giờ bắt đầu video thôi. Cái điểm nhấn lớn nhất khi mà mình đang nhắc tới những chiếc Dell Inspiron 5420 đó chính là về phần cấu hình của nó. Chúng ta được sở hữu cho mình đó chính là con CPU Intel Core i5-1235U, tiết kiệm điện, RAM 16GB DDR4 có thể nâng cấp trong tương lai, SSD 512GB và card đồ họa rời đến từ nhà Nvidia, Nvidia GeForce mới 570. Và với mức TGV lên tới là 45W thì chiếc card đồ họa này hoàn toàn có thể cho ra mức hiệu năng sánh ngang với những con card đồ họa ví dụ như là RTX 2050 hay là GTX 1650. Nói thế để cho các bạn có thể hiểu rằng ấy là trên thị trường ở điểm hiện tại này, chúng ta đã có rất nhiều những chiếc máy Ultrabook được trang bị những con chip dòng H, ví dụ như là con chip rất là mạnh. Nhưng mà khi mà chúng ta xét đến cái phần card đồ họa thì sao? Chúng ta sẽ chỉ được có những cái con Intel UHD Graphics hay thậm chí là những con Intel Iris Xe mà thôi. Thế nên là cái mức trải nghiệm hiệu năng của nó cho ra nó không thực sự được đã. Còn đối với cả những chiếc Dell Inspiron 5420 này, chúng ta đã được trang bị cho mình cái phần card rời. Thành ra là nó không chỉ là một chiếc máy có thể hỗ trợ được những cái tác vụ văn phòng, mà nó có thể mở rộng ra chiến những cái tựa game, hay là thậm chí là chúng ta có thể làm những cái tác vụ liên quan đến đồ họa nặng nhất thì nó cũng có thể cân được hết nhá. Còn chúng ta hãy cùng chuyển ra ngoài một chút thì về thiết kế của chiếc Dell Inspiron 5420 thì anh em cũng không còn có xa lạ nữa, bởi vì nó cũng là một cái phần thiết kế được kế thừa từ những cái chiếc Dell dòng trước mà thôi. Thì chúng ta vẫn sẽ có cho mình một cái thiết kế đơn giản với logo Dell được mạ chrome trên phần mặt A, làm nhám rất là sạch luôn. Toàn bộ máy được gia công từ hợp kim nhôm chắc chắn, tổng cân nặng lý tưởng ở mức là 1,54 kg. Cái phần điểm nhấn của cái phần thiết kế này nó sẽ đến từ cái phần đáy của cái phần mặt A, khi mà chúng ta sẽ có cho mình một cái phần đệm cao su thì chúng ta có thể bảo vệ tốt hơn cho cái phần đáy này. Khi mà chúng ta mở máy ra và nó nâng bàn phím lên thì nó sẽ bị cọ sát nhiều với cả cái phần mặt phẳng khi mà chúng ta đặt máy lên ý. Thế nên là khi mà chúng ta có một cái phần đệm cao su này thì nó cũng sẽ đảm bảo tốt hơn và an toàn hơn. Ở bên trong chúng ta có cho mình một phần màn hình là 14 inch này, WVA LCD. Đây là một màn hình khá là sắc nét với độ phân giải là Full HD Plus, và chúng ta cũng sẽ có cho mình chống lóa và độ sáng là 250 nit. Đây là cái thông số màn hình khá là ổn cho những cái tác vụ liên quan đến công việc văn phòng. Cái này là một cái trang bị dễ hiểu thôi, xét trên khía cạnh là một người dùng làm sáng tạo nội dung hay là một game thủ thì mình sẽ không lựa chọn cái màn hình này, bởi vì cái đơn giản thôi là nó sẽ không bao gồm tần số quét cao. Chúng ta chỉ có tần số quét là ở mức là 60Hz, và đây sẽ là một màn hình có cho mình độ phủ màu là sRGB là 65% thôi. Thế nên là khi mà chúng ta đang xét trên cái khía cạnh làm về sáng tạo nội dung hay là chơi game thì đây là một màn hình không thực sự đã dành cho những anh em game thủ. Nhưng mà nếu như bạn là dân văn phòng làm những cái tác vụ Word, Excel, PowerPoint thì đây là một trong số những cái trang bị nó rất là ổn rồi. Thậm chí là khi mà chúng ta đang nói đến cái vấn đề là thông số nó có thêm vào hay không thì nó cũng chỉ mang tính thừa thãi mà thôi. Và ngay trên phần màn hình thì chúng ta lại có cho mình một webcam tiêu chuẩn 720p. Đây là một cái webcam khá là quen thuộc rồi, để hỗ trợ cho chúng ta có thể làm những cái tác vụ liên quan đến học online, ví dụ như là qua Meet hay là qua Zoom, thì đều cho chất lượng rất là đồng đều. Và chúng ta cũng sẽ có cho mình một cái phần lẫy như thế này để chúng ta có thể đóng mở vật lý cái phần webcam này, để chúng ta có thể đảm bảo được cái thông tin bảo mật cá nhân. Đi xuống phần bên dưới, chúng ta sẽ có cho mình cái phần bàn phím, và đây sẽ là cái phần bàn phím và touchpad khá là quen thuộc với cả đại đa số những anh em nào đang dùng Dell. Thì hành trình phím rất là hợp lý này, độ nảy phím vừa phải, có đèn nền khá là sáng để có thể hỗ trợ cho anh em học trong cái môi trường thiếu sáng. Và ngoài ra thì chúng ta cũng sẽ có cảm biến vân tay ở phần góc trên bên phải, sử dụng Windows Hello để chúng ta có thể cho ra một cái trải nghiệm về bảo mật nó tốt hơn. Phần touchpad cũng được làm rất là tốt, khi mà chúng ta vẫn sẽ có cho mình một phần touchpad được phủ kính, và nó cũng sẽ cho lại một cái cảm giác vuốt được rất là mượt mà. Và diện tích tổng thể của cái tầng touchpad này ấy, nếu mà so với một chiếc máy 14 inch thì đây là một cái diện tích rất là lớn luôn, để chúng ta có thể thao tác thoải mái trên phần touchpad này mà không lo bị gián đoạn ở đâu cả. Về khả năng kết nối ngoại vi thì Dell cũng đã rất là lắng nghe người dùng, khi mà chúng ta sẽ có cho mình rất là đầy đủ cổng kết nối. Thứ nhất là ở phần bên trái chúng ta đã có cho mình một cổng Type-C này, một cổng Type-A, một cổng HDMI và một cổng sạc. Ở phần bên phải chúng ta đã có cho mình một cổng 3.5mm, một cổng Type-A nữa và một đầu đọc SD để chúng ta có thể hỗ trợ đọc những cái dữ liệu bên ngoài. Mình biết là vừa nãy thì mình có nói là cái phần trọng lượng của chiếc máy này nó sẽ ở mức là 1,54 kg. Lý giải cho cái điều này thì ngoài cái phần thiết kế đã được làm về full hợp kim nhôm rồi thì chúng ta cũng sẽ có cho mình một viên pin là 4 cell 54 Wh.
4 cell 54Wh thì nó không phải là một cái trọng lượng pin nó quá là lớn đâu, nhưng mà đối với một chiếc laptop 14 inch thì đây là một cái phần pin thực sự làm rất là ổn luôn, để chúng ta có thể sử dụng khoảng 6 đến 7 tiếng một ngày. Và thậm chí là khi mà chúng ta cần một cái mức hiệu năng nó tốt hơn thì anh em hoàn toàn có thể cắm sạc để chúng ta có thể cho ra full hiệu năng của con MX570 nhá. Ok, và đó là tất cả những gì mà mình đang muốn chia sẻ về chiếc Dell Inspiron 14 5420. Vậy các bạn nghĩ sao? Ở mức giá khoảng 25.390.000 thì đây là một trong số những cái chiếc laptop Ultrabook mỏng nhẹ mà mình có thể nói là toàn thiện nhất trong cái lúc giá này rồi. Thì anh em nghĩ sao? Anh em có thích chiếc máy này không? Thì hãy cho mình biết ở phần comment phía dưới nhá. Và hiện tại thì Laptop World đang có mức giá rất là tốt dành cho mọi em máy này rồi, thế nên là mình sẽ để link ở phần mô tả phía dưới cho các bạn kiểm tra nha. Còn nếu mà các bạn thích video này, hãy cho mình một like, subscribe để mọi thứ mình trong tương lai nha. Nhớ ủng hộ mình trong những video sắp tới các bạn nha.